Xin chào tất cả các bạn. Trong bài học hôm nay sẽ tìm hiểu về Collection and Map ở trong Java. Mục tiêu của bài học là sử dụng Collection, giải thích, phân cấp kế thừa, sử dụng List, Array List, sử dụng Set, Asset, sử dụng lớp tiện ích Collections, sử dụng Map, giải thích, phân cấp kế thừa, sử dụng Map, Past map sử dụng properties trước đây chúng ta sẽ xem xét khái niệm về collection collection là cấu trúc dữ liệu được sử dụng để nắm giữ nhiều phần tử có thể thêm xóa cập nhật các phần tử hợp giao trừ các tập hợp collection được chia làm hai loại list và set list là collection mà mỗi phần tử được phép xuất hiện nhiều lần và truy cập thông qua chỉ số set là collection mà mỗi phần tử chỉ được phép xuất hiện một lần và không được phép truy xuất thông qua chỉ số và có nghĩa là set sẽ không cho phép các phần tử trùng nhau list thì cho phép các phần tử trùng nhau và truy xuất thông qua chỉ số về cái cơ cấu trúc phân cấp kế thừa trước hết là sẽ có interface collection và cài đặt interface tức là kế thừa từ interface collection sẽ bao gồm interface set và list ở bên dưới sẽ có cái interface sorted set mở rộng từ interface set và các lớp hash set về bên list sẽ có array list Link list và sort sorted set sẽ có lớp reset cài đặt từ sort Set và link hash set mở rộng từ cái lớp hash set và các cái lớp set list collection array list và hash set được sử dụng ở trong bài học. Ví dụ list và set Trước hết sẽ khai báo đối tượng list là thể hiện của lớp list và ở đây chúng ta đang sử dụng cái kỹ thuật generic tức là các phần tử ở trong list phải có kiểu đó là integer và tạo ra đối tượng và cấp phát bộ nhớ cho cái đối tượng của cái lớp array lit. và đối tượng list sẽ tham chiếu tới cái vùng nhớ được cấp phát của ArrayList thì đây là cái lớp và BenList là interface cho nên chúng ta không thể new list mà phải new thông qua cái lớp con của cái interface và cái đoạn này thì cho phép là add cái giá trị vào cho các phần tử add giá trị 1, giá trị 2, giá trị 2 vào cho phần tử và hiển thị cái nội dung của list thì sẽ có được đó là 1, 2, 2. Tức là các cái giá trị mà chúng ta đã ép vào. 2, 2. Đối với set integer thì khai báo cái đối tượng set và cấp phát đối tượng và cấp phát bộ nhớ cho đối tượng của hash set integer thì hash set là lớp con cho nên chúng ta có thể là cấp phát bộ nhớ và new như thế này và set là interface và sau đó cái đối tượng set trỏ tới cái vùng nhớ được cấp phát của hash set và thêm các phần tử vào trong set thì đây chúng ta thêm phần tử và sẽ có hai cái giá trị 200 200 là trùng nhau và đoạn này thì in cái nội dung của set thì chúng ta chỉ nhận được đó là hai giá trị 100 và 200. À, lý do đơn giản nếu mà chúng ta thêm một cái giá trị trùng, có nghĩa là giá trị đó hiện có ở trong set thì uh, set không chấp nhận điều đó và chỉ giữ lại cái giá trị 200, một giá trị 200. Trong phần demo sẽ minh họa và phân biệt cái cách thức tạo ra list và tạo ra set chạy chương trình Apache Netbeans và kích vào file chọn new project chọn Java with Marvin chọn Java application kích đúp và đặt tên của project slide tree trong này thì chúng ta lưu ý slide tree, project name, group id và package. Nhấn finish để tạo project. Kích vào source, vào package, kích phải chọn Java class và đặt tên collection demo One. Tên lớp đó là class Demo 1 và Package Nhấn Finish để tạo lớp Kích đúp vào tiêu đề của File Để mở rộng cái cửa sổ Và tràn vào cái phương thức Public Static Format gõ PS Trong này thì đầu tiên gõ vào list và sẽ xác định kiểu dữ liệu cho uh, kiểu cho các cái uh, thành phần của list đó là integer và đây là list new array list và integer uh, tiếp đến là sẽ add các cái thành phần vào cho list add 1 list add 2 list add 3 list add 2 và in cái nội dung của list uh, list và gọi thực hiện cái phương thức to string để chuyển nội dung của list thành chuỗi tức là sẽ chuyển các cái thành phần của list một hai ba hai thành chuỗi và hiển thị cho người dùng và đây là nội dung của phương thức main trước hết sẽ khai báo đối tượng list là thể hiện của lớp list và trong mỗi phần tử của list sẽ là một cái giá trị có kiểu số nguyên và chúng ta thấy là 1 2 3 2 là đều có kiểu số nguyên. Và sau khi add các phần tử vào cho list thì sẽ in cái nội dung của list cho người dùng. Kích phải chọn run file để chạy chương trình. và sẽ hiển thị ra cái nội dung của list. Thì câu lệnh system out.println sẽ in ra cái kết quả khi thực hiện chương trình đó là sẽ in ra được cái nội dung của list đó là các phần tử 1, 2. Ở đây thì 1, ở này phần tử thứ 2, 3 và 2. tiếp tục định nghĩa đối tượng set chuyển xuống sau cái câu lệnh in và khai báo đối tượng là thể hiện của interface set và sẽ xác định cái kiểu dữ liệu cho các phần tử ở trong set ở đây chúng ta sẽ có là new hash set và integer và tiếp đến sẽ thêm các cái phần tử vào cho set thì chúng ta có thể thêm một và tương tự thì có thể thêm các cái giá trị 2 và 3 và 2. Sau đó sẽ dùng system out để in ra cái nội dung của set. Ở đây thì set to string để chuyển cái nội dung thành là kiểu chuỗi. Và đây là cái nội dung của phương thức main đã được bổ sung định nghĩa set. Thì trong này chúng ta bổ sung các cái giá trị giống như list để à, so sánh cái sự khác nhau sau khi bổ sung các cái thành phần vào cho list và set. Và cái câu lệnh in thì in ra được nội dung của set bằng cách là gọi thực hiện cái phương thức to string để chuyển đổi các cái giá trị được đưa vào ở đây thành là cái chuỗi và in cho người sử dụng. Kích phải chọn run file để chạy chương trình. Và nội dung thì chúng ta thấy in ra được cái nội dung của set và list. À, tuy nhiên trong list thì có bốn phần tử và trong set thì có 3 phần tử. Và chúng ta sẽ giải thích cái kết quả thực hiện thì đối với list thì đây là cái loại danh sách mà cho phép là các phần tử có thể trùng nhau. Và vì vậy chúng ta thêm 4 phần tử thì trong danh sách vẫn duy trì 4 phần tử và không có loại bỏ cái phần tử nào. À, tuy nhiên đối với lại set là có đặc điểm không cho phép các phần tử trùng nhau. Tức là nếu mà chúng ta thêm giá trị của các phần tử trùng với cái giá trị của một cái phần tử nào đó hiện có ở trong set và cái giá trị mới sẽ không được thêm vào trong set. Và lúc đó thì có nghĩa là cái giá trị hai cuối cùng không được thêm vào trong set và nội dung của set vẫn duy trì đó là 1, 2, 3. Tức là duy trì ba cái phần tử đầu tiên. Đó là đặc điểm khác nhau chính của list và set. Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét collection API. Phương thức add cho phép thêm vào add on là hợp hai tập hợp. Tức là thêm tất cả các phần tử của tập hợp vào tập hợp hiện tại. Remove là lọ xóa phần tử được chỉ định. Remove on là, là xóa tất cả các phần tử mà được đưa vào. thì cái này nó giống như hiệu của hai tập hợp. Return on tức là giao của hai tập hợp. Contains là kiểm tra sự tồn tại của một phần tử. Content on là kiểm tra sự tồn tại của một tập con size là số phần tử tức là trả lại số phần tử có ở trong tập hợp EMT là kiểm tra rỗng hay không clear là xóa tất cả các phần tử có trong tập hợp to array là chuyển đổi sang mạng chúng ta sẽ xem xét hợp của hai tập hợp trước hết ta sẽ khai báo list và thêm một 22 vào trong list. Ở khai báo set và thêm giá trị 100, 200, 200 vào cho set. Sau đó sẽ đưa các cái giá trị của set vào cho của list vào cho set và cuối cùng là in ra giá trị của set. Thì giá trị của set sau khi nhận được đó là hợp của hai tập hợp list và set và ở đây chúng ta sẽ thấy rất là rõ đó là một uh, lấy từ list, 2 lấy từ list và 100 lấy từ set, 200 lấy từ set. Uh, tuy nhiên do đặc tính của set thì uh, không chấp nhận các cái giá trị trùng nhau cho nên ở đây giá trị 2 đã bị uh, bỏ qua, tức là giá trị 2 không không còn giữ lại khi mà đưa vào trong set và chúng ta thấy đó là hai chỉ xuất hiện có một lần ở trong cái nội dung của set và tương tự như vậy thì 200 cũng bị bỏ qua khi add vào trong set và chúng ta cũng có một cái giá trị 200 ở trong set. List API bên cạnh các phương thức thao tác tập hợp List được bổ sung các phương thức làm việc với chỉ số. Get thì truy xuất tới cái phần tử tại cái chỉ số mà được truyền vào. Set tức là thay thế phần tử tại cái chỉ số Index. Add là thêm cái phần tử vào tại cái vị trí là Index. Remove, loại bỏ phần tử tại cái vị trí Index. Index of là tìm vị trí phần tử từ đầu last index of là tìm vị trí phần tử từ cuối cùng. Ví dụ là tạo ra list name và add vào túng hạnh phương hằng và sau đó sẽ thiết lập set một là khanh thì À, chúng ta thấy cái chỉ số của phần tử đầu tiên đó là 0 này là có chỉ số 1 và cái này là có chỉ số 2 và cái này là có chỉ số đó là 3 thì khi mà thay thế cái phần tử tại cái chỉ số 1 bằng khanh thì có nghĩa là cái giá trị khanh sẽ được thay vào cho cái giá trị hạnh ở đây thì canh uh, khanh thay bằng thay cho hạnh và remove phương thì remove phương thì có nghĩa là chúng ta sẽ remove cái phần tử thứ hai tức là loại cái phần tử thứ hai ra khỏi cái danh sách và như vậy thì kết quả nhận được đó là tuấn là còn giữ lại trong danh sách cái phần tử thứ hai thì được thay bằng giá trị đó là khanh và phần tử thứ ba đã bị loại bỏ và chỉ còn cái phần tử thứ tư đó là hàng để duyệt danh sách chúng ta có thể sử dụng một là dùng vòng lặp for và bình thường hai là dùng vòng lặp for each ở trong Java và ba là dùng cái kỹ thuật iterator thì đối với vòng lặp for thì sử dụng cái biến y hay là một cái biến nào đó để xác định cái chỉ số của cái phần tử đó ở trong danh sách thì ở đây thì sẽ dùng y để mà truy xuất tới cái phần tử thứ y nào đó và trả về giá trị à, nam và in ra giá trị nam đối với cái dùng vòng lặp for each thì sẽ hình dung đó là với mỗi cái nam này nằm trong cái danh sách thì sẽ khiên ra được cái giá trị name. Với each thì chỉ sử dụng trong tình huống mà chúng ta muốn đọc và duyệt giá trị của tất cả các phần tử có trong danh sách mà không thể thực hiện các thao tác như là thay thế giá trị hay là cập nhật giá trị của các phần tử ở trong danh sách. Và iterator thì đây là phương pháp cũng tương tự. Trước hết là sẽ khai báo iterator, đây là một cái biến và gọi thực hiện cái phương thức iterator để trả về cái đối tượng là thể hiện của iterator và sẽ gọi thực hiện cái phương thức head để kiểm tra là có còn giá trị ở trong danh sách ở khi chúng ta duyệt hay không và nếu còn giá trị thì gọi thực hiện phương thức Hed net để lấy giá trị của phần tử tiếp theo và trả về cho biến tên sau đó sẽ in cái giá trị đó ra về cơ bản thì với cái vòng lập for ở trên thì cho phép chúng ta có thể truy cập tới giá trị của các phần tử cũng như là thay thế và xử lý các cái giá trị của các phần tử ở trong danh sách hai cái cách bên dưới thì chỉ cho phép đó là truy cập và hiển thị các cái nội dung của các phần tử mà không cho phép là cập nhật như là thay đổi giá trị của các phần tử nằm trong danh sách. Làm việc với combo box và Table thì trước hết là sẽ tạo ra cái lớp Student bao gồm hai trường đó là name và marks. Sau đó sẽ tạo ra à, danh sách các cái Student và mỗi phần tử sẽ là một cái đối tượng Student à, đưa vào. Đây là new Student Tuấn và 50 tức là tên đó là Tuấn và điểm đó là 5 và new student Kiệt 7.0 tức là tên đó là Kiệt và mark đó là 7.0 sau đó có thể sử dụng danh sách này để có thể hiển thị ở trong cái combo box và hoặc là trong dây table tức là trong table và trên phần giao diện thì khi kích vào nút fill thì sẽ đổ dữ liệu hiện có ở trong danh sách vào cho combo box và ở đây thì nhấn vào nút ok thì sẽ xuất hiện ra cái hộp thoại thông báo như thế này và chúng ta có thể thiết kế giao diện như hình và đặt tên cho các thành phần giao diện uh, cbo student btn fill à, btn ok và ở trong này tức là fill thì đây là cái nội dung của cái button fill thì cho phép là có thể diệt qua cái danh sách và thêm các cái nội dung vào cho combo post à, trước khi thêm các cái nội dung vào cho combo post thì chúng ta sẽ cần phải gọi thực hiện cái phương thức remove on items để mà loại bỏ tất cả các cái 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 nội dung hiện có ở trong combobox và à, viết cái đoạn mã cho cái nút ok tức là lấy được cái thành phần mà khi người dùng lựa chọn ở trong combobox và sẽ xuất cái nội dung ở trên cái hộp thoại message dialog. Để làm việc với bảng thì đổ dữ liệu vào bảng và đọc lấy cái giá trị cột đầu tiên của hàng được lựa chọn. Thế là chúng ta có cái nút fill. Thì khi kích vào nút fill thì đổ dữ liệu ở trên bảng và có ok. Thì khi kích vào ok thì lấy được cái hàng đầu tiên của cái lựa chọn của người dùng. Và thiết kế giao diện như hình và đặt tên cho các thành phần của giao diện đó là tbl students. Thì đây là thành phần này btn fill và btn.logging và cái nội dung của btn là cho phép chúng ta sẽ đổ dữ liệu thì trước khi đổ dữ liệu thì sẽ gọi sẽ tạo ra cái đối tượng default table model và sẽ thiết lập set row count tức là xóa tất cả các cái giá trị hiện có ở trong model và diệt cái danh sách sau đó sẽ tạo ra các row thêm vào cho cho bạn đối với ok thì sẽ lấy cái lựa chọn của người dùng tức là gọi thực hiện cái phương thức get Selected row tức là lấy về cái row được lựa chọn và trả à, về cái chỉ mục tức là cái vị trí của row đó ở trong bảng và gọi thực hiện cái phương thức đó là get value at i zero tức là lấy cái hàng đầu lấy cái hàng được lựa chọn cộng với lại cái cột đầu tiên tức là lấy được cái cột đầu tiên là cái cột không này cột nem này và sau đó sẽ xuất cái thông tin cho người dùng thông qua sau message dialog tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu phần 2 của bài học xem xét lớp tiện ích collections lớp tiện ích collection cung cấp tập các cái hàm tiện ích mạnh mẽ nhằm hỗ trợ xử lý danh sách hay là tập hợp. phương thức binary search và tìm kiếm theo dạng nhị phân, fill gán giá trị cho các cái phần tử, shuffle là hoán vị ngẫu nhiên, sort là sắp xếp, xếp tăng dần, reverse là đảo ngược, rotate là xoay vòng và swap là tráo đổi giá trị của phần tử thứ y và thứ ri nào đó. Trong phần demo sẽ sử dụng các cái phương thức của collections để thực hiện một số các thao tác ở trên danh sách. Trở lại Project Slide Tree và sẽ kích phải vào Package chọn Java Class và đặt tên nó là collection demo 2 nhấn finish để tạo lớp và chèn cái phương thức public static void main vào và cho lớp kích đúp vào tiêu đề để mở rộng cái cửa sổ soạn thảo và trong này sẽ sử dụng cái kỹ thuật đó là thêm các cái phần tử vào trong danh sách Giống với cái bài, giống như phần demo trước. Và trong này thì chúng ta có thể thêm một số các cái phần tử nữa. Thì có thể ở đây thì cho 5, 8 và cho 4. và tiếp đến sẽ thực hiện là sắp xếp nội dung của danh sách thì gọi thực hiện cái phương thức sort của collection và ở đây là sẽ sắp xếp danh sách và sau khi sắp xếp xong thì in ra cái nội dung của list bằng cái lệnh đó là system out cái đây là to string kích phải, chọn Run File. Và danh sách đã được sắp xếp, xếp thì 1, 2, 2, 3, 4, 5, 8. Và chúng ta thấy đó là giá trị đưa vào 1, 2, 3, 2, 8, 5, 8, 4. Và để thấy được cái danh sách sau khi sắp xếp với trước khi sắp xếp khác nhau như thế nào thì chúng ta có thể là copy cái cái lệnh in và chuyển lên trên kích phải và run file ở đây thì chúng ta thấy rất là rõ danh sách trước khi sắp xếp, xếp và đây là danh sách sau khi sắp xếp, xếp thì thứ tự của các phần tử đã bị thay đổi và danh sách sau khi sắp xếp, xếp là có cái thứ tự và giá trị là tăng dần và trước khi sắp xếp, xếp thì giá trị của các phần tử nằm lộn xộn tiếp đến chúng ta có thể gọi thực hiện các phương thức shuffle tức là sẽ xáo trộn cái danh sách để trộn danh sách và sau danh sách sau khi xáo trộn thì có thể sử dụng system out để thực hiện in ra. Và sắp xếp danh uh, sách theo dạng uh, giảm dần. Thì ở đây thì có thể gọi thực hiện là collection và gọi thực hiện là sort list uh, sau đó sẽ sử dụng cái kỹ thuật là lambda expression để thực hiện là sắp xếp giảm dần. Ở đây là trừ a a trừ b vì danh sách có kiểu integer là kiểu số nguyên cho nên chúng ta có thể thực hiện a trừ b. Và ở đây thì thay đổi là b trừ a để có thể là thực hiện là sắp xếp giảm dần. Và sau khi sắp xếp xong thì in trở lại cái nội dung của danh sách và chúng ta có in lại. Kích phải chọn run file. và ở đây là danh sách chưa được sắp xếp và danh sách đã được sắp xếp là tăng dần sau đó là giá trị của các cái phần tử trong danh sách bị xáo trộn là thông qua cái việc gọi cái shuffle và danh sách sắp xếp trở lại theo thứ tự đó là giảm dần và chúng ta sẽ phân tích cái kết quả thì khi danh sách chưa sắp xếp thì sẽ in ra có cái giá trị như thế này và gọi thực hiện cái phương thức sort và sau đó thì cái giá trị của danh sách in ra sẽ là cái ở các phần tử được sắp xếp, xếp tăng dần và tiếp đến là sẽ gọi thực hiện cái phương thức shuffle tức là xáo trộn các cái phần tử ở trong danh sách và kết quả in ra đó là các cái phần tử nằm trong danh sách đã được xáo trộn 2 3 2 5 8 2 1 4 và gọi thực hiện sort và ở đây sử dụng cái kỹ thuật lambda expression để có thể sắp xếp danh sách theo thứ tự giảm dần và in ra thì cái kết quả đó là thứ tự của các phần tử thì có cái giá trị giảm dần như thế này tức là 8 5 4 3, 2, 2, 1 Tiếp theo sẽ tìm kiếm một phần tử nằm trong danh sách thì sẽ sử dụng cái phương thức binary search và đây là danh sách và cái um, giá trị mà chúng ta cần tìm, ví dụ tìm giá trị 8 có nằm trong danh sách hay không thì kiểm tra nó là 8 và nếu nằm trong danh sách thì sẽ in ra đó là 8 in list. Đây thì uh, chúng ta có cái um, binary search 8. Và nếu mà tìm thấy thì sẽ trả về cái chỉ số của phần tử được tìm thấy và chúng ta có thể kiểm tra cái index này lớn hơn uh, lớn hơn hoặc bằng ở đây là lớn hơn bằng không thì tìm thấy và nếu là bằng trừ 1 thì sẽ không tìm thấy tiếp tục là có thể gọi collection binary search list và tìm số 10 và cũng kiểm tra à, lớn hơn bằng 0 hay không và in ra đó là 10 in lit và out ngược lại thì cái luận đó là không tìm thấy 10 not in list Kết phải chọn run file để chạy chương trình. Và chúng ta sẽ thấy in ra kết quả đó là 10 in list là 10 không tìm thấy ở trong danh sách. Và chúng ta sẽ kiểm tra lại cái nội dung binary search. Ở đây thì 8 cũng không tìm thấy ở trong danh sách. Thì đặc điểm của binary search tức là các cái giá trị của list phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần cho nên là muốn thực hiện binary search thì chúng ta cần phải gọi cái phương thức là sort để có thể sắp xếp tăng dần rồi sau đó sử dụng cái thứ tự sắp xếp đó để phục vụ cho cái việc tìm kiếm và kích phải chọn run file để kiểm tra cái kết quả thực hiện và ở đây chúng ta thấy đó là 8 được tìm thấy ở trong danh sách và 10 không tìm thấy ở trong danh sách. Và chúng ta sẽ phân tích cái kết quả thực hiện thì muốn thực hiện tìm kiếm binary search thì bắt buộc là phải gọi sort list để thực hiện sắp xếp danh sách theo thứ tự tăng dần. Thì ở đây là có thể phải sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Sau đó sẽ gọi thực hiện cái phương thức binary search tìm giá trị 8 này có nằm trong danh sách hay không và chúng ta sẽ cho ra được đó là 8 nằm trong danh sách và 10 thì không nằm trong danh sách vì lý do đơn giản thì trong danh sách không có cái giá trị 10 cho nên là chúng ta sẽ có cái dòng đó là 10 not in list như thế này sắp xếp tập đối tượng để sắp xếp tập các đối tượng cần tiêu chí so sánh các đối tượng có hai cách cung cấp tiêu chí so sánh các đối tượng cách một là định nghĩa tiêu chí so sánh trong class bằng cách cài đặt hay là thực thi interface comparable sau đó viết mã so sánh hai đối tượng trong phương thức là compare to tuy nhiên cách này ít được sử dụng vì khó thay đổi tiêu chí so sánh cách thứ hai là tạo đối tượng từ interface comparator sau đó cung cấp cho phương thức collections.sort cách này được sử dụng nhiều vì tính linh hoạt về tiêu chí so sánh ví dụ về cách 1. trước hết là định nghĩa lớp student implement interface comparable student và trong lớp student sẽ cung cấp định nghĩa lại của cái phương thức compare to để mà thực hiện cung cấp cái tiêu chí so sánh. Thì đây là sẽ so sánh dựa trên điểm của student. Và sau đó sẽ gọi thực hiện cái phương thức sort của collections thì sẽ sắp xếp dựa trên cái tiêu chí này, tức là phương thức sort sẽ thực hiện dựa trên cái tiêu chí so sánh đó là mass compare to other mass như này. Thì cách thứ hai thì trong tạo ra đối tượng student thì sẽ không cài đặt các cái interface và sau đó thì chúng ta có thể tạo ra cái đối tượng là thể hiện của comparator student như thế này và sau đó sẽ cung cấp cái tiêu chí so sánh ở trong cái phương thức là compare thì sẽ so sánh cái student O1 với student O2 cái này thì dựa trên cái tiêu chí đó là điểm và ngoài ra thì chúng ta có thể thay đổi cái tiêu chí so sánh khi thực hiện sắp xếp và sau đó thì có thể đưa cái đối tượng comparator này vào cho danh sách và vào cho cái phương thức sort của collections tiếp đến chúng ta sẽ tìm hiểu về map map là tập hợp các entry tức là các cái đầu mục giá trị và mỗi entry bao gồm hai cái thành phần key and value và sử dụng key để truy xuất tới giá trị của mỗi phần tử thì chúng ta sẽ hình dung là đối với map thì mỗi phần tử sẽ bao gồm thứ nhất là key và thứ hai là giá trị thì dùng key để truy xuất tới giá trị và phần tử thứ hai phần tử thứ ba phần tử thứ tư và phần tử thứ năm thì các giá trị của mỗi phần tử ở trong map sẽ được lưu theo cặp key and value xem xét phân cấp kế thừa của map đầu tiên là interface map sau đó là sẽ có hash map rồi có hash table và bên này thì sẽ có interface sorted map mở rộng từ interface map và bên dưới thì sẽ có là tree map và ở đây thì hash table sẽ có properties ví dụ về map trước hết là khai báo đối tượng map với key có kiểu dữ liệu string và value có kiểu dữ liệu double và tạo ra thông qua cái đối tượng lớp con của hash lớp con đó là hash map và đưa các cái giá trị vào cho các phần tử. Phần tử đầu tiên là key là Nokia và value đó là 500, phần tử thứ hai đó là Samsung và 600.99. 600.99. Phần tử thứ ba đó là Motorola và giá trị 399.99 và phần tử thứ tư sau đó sẽ cập nhật giá trị của phần tử có khóa đó là Samsung. Tức là chúng ta sẽ thay cái giá trị 600.99 bằng cái giá trị mới đó là giá trị 555.55. Và suốt cái nội dung của map thì chúng ta sẽ thấy rõ thì cái giá trị của Samsung đã được thay thế bằng cái giá trị mới đó là 555.55 .55, như thế này. Và trong phần Demo sẽ tạo ra đối tượng Map và add các cái phần tử vào cho Map cũng như là hiển thị nội dung của Map và sau khi add các cái giá trị vào cho Map. Trở lại Process Slide Tree và thêm vào lớp kích phải, chọn New, chọn Java Class, và thêm vào lớp Map Demo và nhấn Finish để tạo lớp trong này thì sẽ tràn vào phương thức public static void main kích đúp vào tên của class và sẽ khai báo trước hết là map đây là cái map và sẽ xác định cái kiểu dữ liệu cho khóa đó là string và kiểu giá trị Tức là kiểu dữ liệu cho phần giá trị đó là Double. Và đây là có Map New. Và chúng ta sẽ có đó là Hash Map. Và sẽ thêm các phần tử vào cho Map. Ở đây thì sẽ có là Put Key. Ví dụ như là Samsung. Và 200. À, tiếp đến. Put nokia 100 map put Sony 300 và sẽ in giá trị của map Đây là map và map to string và 200 in cannot convert to double cho nên chúng ta có thể ở đây là gõ đi đi và đi để chuyển sang cái kiểu dữ liệu double kích phải chọn run file để chạy chương trình và chúng ta thấy rõ đó là map Sony đó là 300 phần tử đầu tiên Samsung 200, Nokia 100. Để cập nhật giá trị cho một cái khóa thì chúng ta có thể gọi thực hiện cái phương thức put và ở đây thì sẽ cập nhật đó là Samsung. Samsung và giá trị đó là 400 đi. sau khi cập nhật giá trị thì in lại cái nội dung của map đây là map to string tuy nhiên đối với lại cái phương thức đó là map to string thì in giá trị theo một cái định dạng có sẵn và trong một số tình huống thì chúng ta muốn diệt qua các phần tử của map thì ở đây có cái cái cách đó là có thể sử dụng vòng lặp for each để diệt qua các phần tử và ở trong này thì sử dụng cái entry và xác định tức là map entry xác định tức là cái kiểu dữ liệu cho quá và kiểu dữ liệu cho phần value trong argument thì sẽ diệt qua map À, tiếp đến thì sẽ in giá trị của key, thì đây thì chúng ta có thể item và get key à, tương tự, thì in giá trị của đây bỏ in giá trị của value và sẽ item get value và khi gặp lỗi thì chúng ta sẽ kiểm tra các cái nội dung ở đây thì có thể uh, map, editable là chúng ta có cái entry set kích phải chạy chương trình và kết quả thực hiện. Chúng ta sẽ phân tích cái kết quả thực hiện thì trong map trước khi cập nhật giá trị thì giá trị của Samsung đó là 200. À đây là 200. Và sau khi gọi thực hiện cập nhật cái giá trị thông qua cái phương thức put Samsung 400 thì giá trị mới của Samsung nó là 400. Và cái câu lệnh for cho phép là duyệt qua nội dung của các phần tử nằm trong map và in ra được cái giá trị đó là key Sony và value đó là 300, Samsung value 400 và Nokia value đó là 100. Xem xét map API Phương thức put bổ sung hoặc cập nhật một entry. Get lấy value theo key, remove loại bỏ phần tử theo key, content key kiểm tra sự tồn tại entry theo key, size lấy số lượng entry key empty kiểm tra có rỗng hay không, clear và xóa sạch các entry. Key set lấy tập hợp key values lấy tập hợp value entry set lấy tập hợp entry. Để duyệt map thì chúng ta có hai cái phương cách. Đầu tiên đó là lấy về một tập hợp các cái key thông qua gọi thực hiện cái phương thức đó là key set và dùng một cái vòng lập void để duyệt qua cái tập hợp và sẽ gọi thực hiện cái phương thức get để lấy giá trị từ cái key mà chúng ta nhận được là lấy giá trị từ key nhận được dạng thứ hai là cũng dùng Point và sử dụng entry entry thì sẽ xác định đó là cái giá trị của key kiểu dữ liệu của key và kiểu dữ liệu của value sau đó sẽ sử dụng entry và gọi thực hiện phương thức là get key cũng như là get value để lấy về khóa và lấy về cái phần giá trị như vậy chúng ta đã kết thúc nội dung của bài học trong bài học đã tìm hiểu về collection phân cấp kế thừa list arraylist set hashset lớp tiện ích collections và tìm hiểu về map phân cấp kế thừa map hot map, properties xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn